Kinh Đại Bồ Tát số 324, Kinh Huyễn Sĩ Nhân Hiền, Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Túc Pháp Hộ, người nước Nguyệt. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Linh Thứ thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người. Bồ Tát có 5.000 vị đều hội đủ, đều đạt thần thông, tất cả các bậc đại thánh ấy đều đạt được pháp tụng trì, biện tài vô ngại. Tên của những vị ấy là Bồ Tát Sư Tử, Bồ Tát Sư Tử Ý, Bồ Tát Thành Lạc, Bồ Tát Đạo Ngự, Bồ Tát Đại Ngự, Bồ Tát Quang Thủ, Bồ Tát Quang Tịnh, Bồ Tát Tịch Ý, Bồ Tát Nhân Minh, Bồ Tát Khai Hóa Nhân, Bồ Tát Thường Ứng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi, vân vân. Cùng với 60 hiền giả, hết thảy 5.000 Bồ Tát này đều là bậc thượng thủ, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Vua Rồng Thần vân vân, tập trung nhiều vô số. Ở trong nước gồm có các đại thần, trưởng giả, cư sĩ, các quan lại, cúng dường những vật dụng như y phục, thức ăn, uống, thuốc thang, giường nằm cho Đức Thế Tôn. Tiếng đồn về Đức Thế Tôn vang đến khắp nơi, gồm đủ 10 tôn hiệu, Như Lai, Ứng Chân, Đặng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Vi Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Các thần thông trí tuệ của Đức Thế Tôn nhìn thấy khắp, không trừ một chỗ nào. 10 lực, 4 vô ý, 18 pháp bất cộng của Như Lai, không xả đại từ, không bỏ đại bi. Mắt trí tuệ sáng suốt của Đức Phật biến hóa không cùng tận, thần túc biến hóa, thuyết giảng cùng biến hóa, giáo hóa chỉ dạy cùng biến hóa, đạt được cùng tận, phát tâm trong một khoảnh khắc có thể làm cho 3.000 đại thiên thế giới, tới các châu thành, sông, biển, núi Tu Di, cung điện của trời rồng, thần, sông, núi Thiết Vi, ao, hầm, cây cối, thành ấp, gò nổng, làng xóm, chỉ ở nơi một lỗ chân lông, hoặc từ một kiếp hoặc hơn một kiếp. Bây giờ trong thành Vương Xá có một huyễn sĩ tên là Bạc Đà, đời Tấn dịch là Nhân Hiền, sáng suốt, từng trải, biết rõ về tà nghệ làm trò ảo thuật, đã tạo ra kỹ xảo, phần nhiều đã thành công, nên danh tiếng đồn khắp. Người ấy tạo các trò ảo thuật, cả nước Ma Kiệt Đà không ai sánh bằng. Đi đến nơi nào cũng là bậc nhất. Ngoài các vị cận sự nam, nữ, đạt được pháp nhẫn ra, tất cả mọi người không ai là không bị khuynh đảo, đều bị người ấy giảng nói làm cho mê muội, cho là điều chưa từng có, vì dùng trò ảo thuật huyễn hóa của tà hạnh này, để được các việc lợi dưỡng. Huyễn sĩ Nhân Hiền nghe danh tiếng của Đức Thế Tôn vang khắp, là bậc Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác, nghe rồi tự suy nghĩ. Thân ta chuyển hóa làm mê hoặc bao nhiêu người khắp các châu thành ở nước Ma Kiệt Đà. Không ai là không thọ nhận lời chỉ dạy, chỉ chưa hàng phục được Sa Môn Cù Đàm, cũng chưa từng đấu tài với các đệ tử của ông ấy. Ta này nên thử sức mới có thể biết là mê hoặc được không? Giả sử có thể là mê hoặc Sa Môn Cù Đàm, thì dân chúng khắp nước Ma Kiệt Đà đều đồng tâm đến cúng dường cho ta. Lúc ấy, Nhân Huyền duyên nơi công đức đã có và nương theo oai thần của Phật, đi ra khỏi thành Vương Xá, đến núi Linh Thú, thấy ánh sáng của Đức Phật Thế Tôn vượt hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng ngàn ức lần. Ánh sáng ấy trong suốt chiếu soi khắp nơi, hào quang nơi tướng nhục kế sáng rõ hơn ngọc ma đi, giống như hoa sen tinh khiết, vượt hơn phạm thiên bát bộ, và nói giáo pháp rộng lớn độ thoát. Nhân Hiền trông thấy sắc thân của Phật đầy đủ trang nghiêm, tâm hết sức vui mừng, liền suy nghĩ, ta muốn thử sức về trí tuệ thần thông của Đức Phật, xem xét thật sự có rộng lớn chăng. Liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, vì để thử Phật nên chuyên theo đó mà thưa thỉnh. Giả như Đức Phật biết rõ về tâm ý của ta, sẽ không thọ thỉnh. Nếu người không biết thì chắc chắn sẽ thọ nhận không có nghi ngờ. Đức Phật biết rõ tâm ý của người ấy, thương xót Nhân Hiền và tất cả mọi người trong thành Vương Xá, vì muốn hóa độ họ, nên im lặng nhận lời thỉnh. Sẽ đi đến nơi cùng với chúng tỳ kheo. Lúc ấy Nhân Hiền suy nghĩ, Sa Môn Cù Đàm không có trí tuệ thần thông, cũng không thấy khắp tất cả. Vì không thấy biết khắp, nên hôm nay ta sẽ thử để biết rõ. Khi đó Nhân Hiền cúi đầu làm lễ, đi quanh Phật 3 vòng rồi cáo lui. Hiền giả Đại Mục Kiền Liên bạch Phật, bạch Thế Tôn, Nhân sĩ, huyễn sĩ Nhân Hiền, bên trong ôm lòng luống dối, thỉnh Phật và chúng tăng, vậy nên thọ nhận như thế nào?
Đức Phật bảo Hiền Giả Đại Mục Kiền Liên, ông hãy im lặng, Như Lai cứu xét sâu xa về tất cả đám người bị ma muội trong đêm dài sinh tử, nhân đó để giáo hóa, tạo lập hạnh bình đẳng. Hàng trời người nơi thế gian không ai có thể làm mê hoặc luống dối được Phật. Như Lai đã đoạn trừ dâm nộ si, loạn động, không còn các tỳ vết cấu uế, diệt trừ mọi sự trói buộc, chấp trước, xa lìa 80 cấu uế, đạt được pháp nhẫn vô sinh. Cho nên trong ba cõi không ai có thể làm mê hoặc được, huống hồ là một huyễn sĩ nhỏ, làm sao có thể làm được việc ấy. Như Lai hiểu rõ tất cả pháp như huyễn, tự mình đạt đến tối chánh giác, khiến cho cảnh giới của con người và nguồn gốc nơi sự việc đều biết chỗ lầm lỗi của sự huyễn hóa xảo diệu. Do đó, nhân hiền có bày ra nhiều trò ảo thuật cũng không bao giờ bằng Phật, trăm lần, ngàn lần và vô số ức lần, không thể dựa vào đấy mà sánh dụ. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên, ý ông thế nào? Huyễn sĩ nhân hiền có thể làm trang nghiêm hóa hiện 3.000 đại thiên thế giới được thanh tịnh tốt đẹp chăng? Đáp, thưa Thế Tôn, huyễn sĩ ấy không thể làm được. Phật nói, Như Lai phát tâm, trong khoảnh khắc có thể làm cho 3.000 đại thiên thế giới trang nghiêm thanh tịnh, nhập vào một lỗ chân long, mọi huyễn thuật của Phật hóa hiện không bao giờ làm mê hoặc. Giả sử có Phật trong mười phương, có ngọn gió tên là Tỳ Lam, và đoạn tiệt thổi mạnh hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới, Như Lai cũng có thể làm trở lại như cũ. Có ngọn gió tên là Truy Trục, trụ chỉ, làm xoay chuyển cả thế gian. Có ngọn gió tên là Ba Lật Đồ Na, làm xoay trở cõi trời 33. Có ngọn gió tên là Tồi Phá Băng Hoại Tu Di. Có ngọn gió tên là Câu Na, tạo nên ngọn lửa lớn, trên lan tới cõi trời 33. Có ngọn gió tên là Thường Lai, giấy khởi kiếp thiêu khắp cả trời đất. Có ngọn gió tên là Xí Hỏa, làm cho 3.000 đại thiên thế giới cùng một lúc đều bị cháy. Có ngọn gió tên là Siêu Kiêu Sái, giấy khởi cơn mưa to. Có ngọn gió tên là Khô Kiệt, trừ dứt hết mọi biến động, nơi tai họa của nước. Phật bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, hôm nay, nếu nói rõ về tên của những ngọn gió ấy thì từ một kiếp hoặc hơn một kiếp cũng không thể nói hết. Này Tôn giả Mục Kiền Liên, ý ông nghĩ sao? Nếu như người nào có thể dừng giữa hư không, ngồi trong các ngọn gió, tạo ra bốn vật để đi, có thể khiến các ngọn gió này đều nhập vào trong một hạt cải, thì hạt cải ấy không hề chướng ngại, cũng không bị hư hại, làm cho chư thiên và loài người được an ổn vui vẻ, không sợ hãi. Pháp huyễn thuật của Như Lai vượt hơn điều đó, không cùng tận, chẳng phải hàng nhị thừa có thể sánh kịp. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở trước chúng hội cúi đầu đảnh lễ Phật. Đảnh lễ bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con đạt được lợi lành vì sao? Vì oai thần của Thế Tôn vòi vọi rộng lớn vô cùng như vậy, khiến mọi người nghe được sự biến hóa này của Như Lai đều hết sức vui mừng, liền đạt được lợi lành, phát tâm Bồ Đề cầu đạo chánh chân vô thượng, vui vẻ trong một thời, có được vô lượng công đức. Khi ấy, huyện sĩ Nhân Hiền đi vào thành Vương Xá, trở về ngôi nhà mình. Ngay ngày hôm ấy, ở trong thành, tại nơi chốn, là tụ điểm của các thứ ô uế bất tịnh, hóa làm giảng đường lớn, treo lọng hoa lụa trắng, dựng cờ phướng, cây trái trồng thẳng hàng xum xuê trên mặt đất. Bên châu báu, lò thơm, đèn bằng vàng rải các hoa thơm, bên cạnh giảng đường trồng 8.000 cây báu, cành lá hoa quả đủ các màu sắc đều thơm phức. Dưới mỗi tàn cây có các tỳ kheo trải tòa sư tử an tọa. Trong giảng đường, riêng vì Đức Như Lai lập ra tòa sư tử, đầy đủ vô số các thứ cho báu xen nhau trang sức. Tòa cao tới 4 trượng 9 thước, nơi 4 bên tòa hóa ra 4 cây báu, tạo nên 100 vị thức ăn uống thơm ngon thật thịnh soạn, để cúng dường cho 500 người. Thân đoan nghiêm mang các chuỗi báu tươi đẹp tinh khiết. Huyện sĩ Nhân Hiền hóa làm như vậy xong, khi ấy có 4 vị thiên vương đi đến chỗ huyện sĩ, tạo ra giảng đường rồi nói với Nhân Hiền. Lành tay, lành, này Nhân Giả, nên thỉnh Như Lai ở nơi giảng đường này để cúng dường Phật. Nên nghe lời ta đã đến đây để trợ giúp những gì còn thiếu, như dựng cung điện để cúng dường Như Lai. Lúc ấy Nhân Hiền được lợi ích, nên vui mừng cho là điều chưa từng có.
nghe theo lời của thiên vương. Bốn thiên vương liền hóa ra cung điện nguy nga đẹp đẽ trang nghiêm. Mọi sự hóa tác của nhân hiền đã có đều như bị che lấp, không còn hiện bày. Lúc ấy trời đã thích, cùng với 32.000 chư thiên, trời và người cùng đi đến giảng đường của huyện sĩ nhân hiền. Nói lành thay, vui thích thay, đạt được lợi lành chân thật, mới thỉnh Như Lai, hóa nên giảng đường trang nghiêm để cúng dường Đức Phật, nên nghe lời ta góp sức thêm, nhằm tạo lập cung điện để cúng dường Như Lai. Bấy giờ, nhân hiền lại càng vui mừng gấp bội, được điều chưa từng có, riêng tự nghi cho là lạ, bảo Đế Thích, nên biết việc đó là rất đúng lúc, nên làm. Thiên Đế Thích liền hóa hiện tạo thành cung điện lớn, đẹp đẽ hơn hẳn cung điện của trời Đao Lợi, hóa các cây báu đẹp hơn cả cây Ba Lợi Chất Đa La, nơi vườn hoan hỷ, các cung điện giảng đường, cây báu, hoa lạ vân vân, do nhân hiền và bốn thiên vương hóa tác tạo dựng, đều như ẩn mất, không còn hiện rõ. Nhân hiền liền suy nghĩ, Đức Thế Tôn thật là bậc phi phàm mới có thần lực phi diệu như vậy. Khi các vị thiên vương tạo nên sự cúng dường lớn phụng sự Như Lai, hôm nay ta đâu có thể bỏ mất việc làm của mình. Nếu thế thì rất mê muội, phải lấy sự nhẫn nại này mà hướng đến sự tôn quý kia. Lúc đó nhân hiền muốn ẩn giấu sự huyễn hóa của mình, nhưng không thể được. Sử dụng đủ các thứ thuật cũng không thể diệt được. Mọi thứ biến hóa ra như thức ăn để cung cấp, giảng đường trang nghiêm, tòa sư tử, cây báu v.v. là bệnh viện trở thành chân thật không thể thay đổi được. Nhân hiền sinh tâm kinh hãi cho là điều quá lạ, liền suy nghĩ, từ xưa mọi sự vận dụng ngôn từ, huyễn hiện thì hiện, muốn ẩn mất thì mất. Hôm nay vì Đức Như Lai nên biến hóa ra các thứ cúng dường, mà không thể cải đổi thu hồi lại được. Lúc đó trời đã thích biết nhân hiền đã suy nghĩ, liền bảo, như ông đã vì Đức Phật biến hóa ra các thứ để cúng dường, trang nghiêm cho nên không thể thu hồi lại như cũ. Do đó, khi gặp Như Lai phải phát tâm hoan hỷ, tất luôn được an ổn, đạt đến con đường Niết Bàn giải thoát. Bây giờ nhân hiền hết sức vui mừng lên vào sáng sớm đến bạch Phật. Giờ thọ trai đã đến, cuối sinh Thế Tôn chiếu cố nhận lễ. Lúc đó Đức Thế Tôn mặc y cầm bát cùng với các Bồ Tát và chúng tỳ kheo tăng trước sau vây quanh, đi đến giảng đường trang nghiêm của nhân hiền. Khi ấy Đức Phật bèn biến hóa, khiến cho nhân hiền nhận biết chỗ Như Lai an tọa là tòa sư tử do mình tạo ra. Bốn vị thiên vương cũng thấy chỗ ngồi của Như Lai là tòa sư tử trong cung điện do các vị đã tạo. Đế Thích tự nghĩ, Như Lai đã ngồi nơi tòa trang nghiêm của ta biến hóa. Các ngoại đạo tà giáo ở thành vương xá, không tin nơi giáo pháp Phật, lại kiêu mạn, luôn sinh tâm giận dữ, tất cả đều đi đến giảng đường trang nghiêm kia, với suy nghĩ, hôm nay cùng tới xem sự cảm ứng của Sa Môn Cù Đàm đã hiện bày. Các hàng cận sự nam, cận sự nữ tại gia hộ pháp thì vô cùng vui mừng đều đi đến giảng đường, bảo nhau, hôm nay chúng ta sẽ gặp Bậc Như Lai chí chân, nghe tiếng sư tử gầm vang và xem các sự biến hóa ấy. Lúc này nhân hiền trừ bỏ lòng tự đại, cúi đầu làm lễ nơi chân Phật bạch Thế Tôn. Nguyện xin Như Lai tha thứ tội lỗi của con. Con vốn do ngu tối, muốn làm nhiễu loạn Như Lai nên biến hóa ra các thứ thức ăn này. Giả hầu giúp việc, các tòa sư tử cũng đều biến hóa, trong tâm hối tiếc, muốn dứt bỏ những thứ đã hóa hiện. Đức Phật là bậc thánh tôn nên thương xót tâm ngu si này. Các sự việc đã hóa hiện con đều không thể biến hóa trở lại được. Đức Phật bảo nhân hiền, tất cả mọi người và những điều đã làm ra đều là huyễn hóa. Các tòa ngồi của chúng tỳ kheo cũng đều là huyễn hóa. Như thân của ta cũng là tuệ huyễn. 3.000 đại thiên thế giới này đều là sự hóa hiện. Nhân duyên, tội phước, tất cả các pháp cũng đều hóa hiện, đều do nhân duyên nên có mặt trong chúng hội này. Ông nên đem những thức ăn uống đã hóa ra để phân chia. Khi ấy, huyện sĩ nhân hiền, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương, những người đã cung cấp giúp đỡ đều dâng những thức ăn biến hóa để cúng dường Đức Thế Tôn và các tỳ kheo. Bây giờ hiền giả Đại Ca Diếp nói kệ, hôm nay đã bày tòa,
và người ngồi trên đó, định ý đều bình đẳng, lành thay bậc vô thượng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ, tâm cúng dường hôm nay, cầu xin người thọ nhận, có niềm tin như vậy, sớm đạt được giác ngộ. Tôn giả Tu Bồ Đề nói kệ, bố thí không trốn thí, người nhận không chỗ nhận, việc làm có ứng hiện, đó chính là tinh thí. Tôn giả A Nan nói kệ, bố thí là hơn hết, người nhận phải vô tâm, thân và tâm không chấp, bậc tôn quý ở đời. Bồ Tát Quan Anh nói kệ, ví như huyện xỉ này, nhân hiền đã biến hóa, các thế gian cũng vậy, người ngu không hiểu biết. Bồ Tát Quan Tạo nói kệ, ví như ngồi bên cây, đều tạo do huyện hóa, chỗ huyện hóa cũng không, ứng hợp không sai khác. Bồ Tát Sư Tử nói kệ, không nghe sư tử gầm, chim thú nơi rừng kêu. Sư tử vừa gầm vang, các thú chạy trốn khắp, nhân hiền có giới hạn, dùng huyễn mê hoặc người, Như Lai hiện huyễn hóa, các ma không sánh kịp. Bồ Tát Sư Tử ý nói kệ, cơm này biến hóa ra, người dân cúng cũng huyễn, người ăn uống đều hóa, lành thay bậc vô thượng. Bồ Tát Di Lặc nói kệ, dầu sữa đổ vào lửa, làm tăng thêm ánh sáng, nhân hiền huyễn như thế, Phật huyễn thì hiện khắp. Đồng tử Nhu Thụ nói kệ, ví như ở chỗ này, tất cả đều hóa tạo, nhân hiền đã huyễn hóa, luống dối mê hoặc người, tất cả pháp như vậy, vốn thảy đều bình đẳng, không hiểu rõ vị lai, người ngu theo sinh tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn khuyến khích giáo hóa huyện sĩ nhân hiền, nên hướng về phía đông của giảng đường hóa ra cung điện nhà cửa. Vị trưởng giả ở trong đó nói với nhân hiền, hôm nay ông làm gì? Đáp, tôi cúng dường Sa Môn Cù Đàm và tỳ kheo tăng. Trưởng giả bảo, huyện sĩ, cho nói như vậy, hôm nay Đức Thế Tôn thọ trai trong cung của vua A Xà Thế cùng với chúng tỳ kheo. Lúc ấy nhân hiền đương theo oai thần của Phật, nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng đang thọ trai nơi cung điện của nhà vua. Bây giờ Đức Phật lại hóa ra trưởng giả, đi vào giảng đường, hỏi nhân hiền, hôm nay ở đây ông làm gì? Đáp, hôm nay cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Trưởng giả nói, ông không nên nói như vậy, hôm nay Đức Phật và chúng tăng đang du hóa khất thực ở chỗ ngoại đạo. Khi đó nhân hiền nương theo oai thần của Phật, nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng đang khất thực ở chỗ ngoại đạo. Là có trưởng giả đến hỏi nhân hiền, hôm nay ông đã làm gì? Đáp, hôm nay tôi tổ chức cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Trưởng giả bảo, ông không nên nói như vậy, hôm nay Đức Thế Tôn đang ở nơi vườn, sau của một vị lương y nổi tiếng tên Kỳ Vật, giảng nói kinh pháp cho bốn bộ chúng. Nhân hiền nương theo oai thần của Phật, nhìn thấy Đức Phật đang ở nơi vườn sau của lương y Kỳ Vật, giảng nói kinh pháp cho bốn bộ chúng. Lúc này, Thiên Đế Thích hỏi nhân hiền, hôm nay ở đây ông làm gì? Đáp, tôi cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đế Thích nói, ông đừng nói như vậy. Hôm nay Đức Như Lai đang ở cõi trời Đao Lợi, ngày đêm giảng nói pháp cho chư thiên và loài người tại dưới tàn cây Ba Lợi Chất Đa La. Nhân hiền bèn đương theo oai thần của Phật. Nhìn thấy Đức Phật đang ở cõi trời Đao Lợi, giảng nói pháp cho chư thiên và loài người. Huyện sĩ nhân hiền thấy phía trên các cây, cành lá, hoa, quả đều có tòa báu. Như Lai với đầy đủ tướng tốt, tăng chúng vây quanh, đang an tọa trên các tòa sư tử đã được hóa tác. Tứ Thiên Vương, Phạm Vương, Đế Thích đều thấy Như Lai ngồi nơi tòa sư tử do mình biến hóa. Tất cả các hang cùng ngõ hẻm, nơi thành vương xá cũng đều thấy Như Lai, cùng hiện bày khắp trước chư Phật Thế Tôn, đều thấy nhân hiền tự ăn năn hối cải về lỗi lầm của mình. Bây giờ chính mắt nhân hiền đã nhìn thấy, không thấy điều gì khác, chỉ thấy Đức Như Lai. Huyện sĩ nhân hiền liền sinh tâm thiện, hết sức vui mừng nên đạt được tam bụi Phật ý. Từ nơi tam bụi đứng dậy, chắp tay ở trước Đức Phật nói kệ, nay con nhìn thấy thần túc Như Lai, phát tâm khoảnh khắc, hóa ngần ấy Phật,
số lượng trăm ngàn vượt hơn hạn lượng, hoặc hằng hà sa, chư Phật như vậy, con vốn tự cho, học huyễn thuật rộng, nơi cõi diêm phụ không ai sánh kịp. Hôm nay nhìn thấy thần túc của Phật, so sánh ví dụ cũng không thể bằng. Chính mắt con thấy, không thấy gì khác, thấy khắp chư Phật tướng tốt trang nghiêm. Cho nên nay con muốn hỏi Pháp Vương thế nào là Phật. Nguyện xin giảng nói cúng Phật Phật gì mới là bậc nhất. Cúng Phật ở đâu công đức rất lớn, chỗ nào thanh tịnh Đức Phật thọ nhận. Cô xin giảng nói bình đẳng thấy khắp. Con nay tội nặng đã phạm rất nhiều. Con đã thử Phật, bậc thầy ở đời, mọi người tôn kính vì không cung kính, đã tự bỏ mất, không đạt sở nguyện. Chư Thiên nghe rồi, cùng với Đế Thích, ở trong chúng hội tất cả thấu đạt. Hôm nay, con nguyện phát tâm Bồ Tát, thực hành tất cả để được độ thoát. Nay con xin thỉnh, tất cả chúng sinh đều được no đủ, cam lộ an ổn, khiến người ngủ mê mau được giác ngộ, được điều kỳ lạ đèn trí tuệ sáng. Ai hay biến hóa hiện bày như vậy? Nghe nói nơi ấy an định nhu hòa, trí tuệ vô ngại, đạo hạnh tối thượng, không sinh tâm ấy đạo tâm cao quý. Xin giảng cho con, đạo hạnh vi diệu, tôn phụng thế nào, mau đạt Phật đạo. Vì sao như thế? Vì đủ các hạnh, tất cả đệ tử đều không sánh bằng. Hạnh và vô hạnh, đức là thứ gì, ý nghĩa thế nào, lãnh hội rõ ràng. Chỗ nào an lạc, phép tắc kinh hành, vì sao phát nguyện, không sinh nghi ngờ, thế nào tinh tấn, ghi nhận không chán, khi nào đạt được lãnh hội chắc chắn. Là như thế nào, giả nói giáo pháp, sao gọi ánh sáng là pháp soi người, bố thí thế nào, gọi là hạnh từ, vì sao an trụ tâm không sai khác, sao gọi cúng tế. Đã được đầy đủ, đối với mọi người, tâm từ kiên cố. Thế nào thầy tốt, phải bắt chước theo, vì sao bạn xấu, cần đến xa lìa. Vì sao đến được, gặp Phật Thế Tôn, đã gặp được rồi, cúng dường thế nào, nên học pháp gì, đã được cao quý. Đạt được cao quý, xin học pháp nào, để đạt trí tuệ. Giữ giới thế nào mà được thanh tịnh, làm sao đạt được tam muội định ý, bày ra cách nào thành hạnh trang nghiêm, vì sao xả bỏ ý nghĩa phi pháp. Vào đạo thế nào, thâu giữ tâm mình. Hàng phục được ma, dục trần trói buộc. Thế nào lãnh thọ, suy nghĩ, nghĩa kinh, tâm ấy không bỏ tất cả chúng sinh, làm sao giáo hóa, hết thảy người Phật, giữ vững công đức không trốn hành hóa. Sao nơi mọi người không bỏ hạnh ấy, tâm từ thiện xảo, giáo vết nhân ái, thần thông đầy đủ, làm sao đạt được, sao gọi ý chí, đạo tâm vô thượng, vì sao tất cả thành tựu sở nguyện, đạt được phân biệt, tổng trì, pháp nhẫn, biện tài thanh tịnh, hạnh không thoái chuyển, tâm ấy sâu xa, hiểu đệ nhất nghĩa, vì sao lúc ấy đạt được trí tuệ. Đại chứng đắc đạo, thấu tỏ nghĩa lý, để biết tất cả đạo hành của Phật, trụ đạo kiên cố, không hề lay chuyển. Xin nguyện giảng nói, nghĩa lý vô thượng, trí tuệ thần thông, hiểu rõ như biển, Thế Tôn thương xót, xin nói cho con. Con sẽ đạt được bền vững phụng hành. Lúc ấy Đức Phật vì huyễn sẽ nhân hiền bèn nói kệ, có thể biết rõ. Các pháp huyễn hóa thì có thể hóa trăm ngàn ức Phật, cũng có thể hóa ngàn ức cõi Phật. Chỗ đã đạt đến độ ức chúng sinh, như nhân hiền như ông, không dùng hình sắc, có thể hiện sắc nhìn thấy vô số, không có giấy khởi cũng không có diệt, không thấy nơi đến, cũng không trốn đi. Như vậy, nhân hiền, Đức Phật chánh sĩ, hóa hiện thân Phật và tỳ kheo tăng, không có chỗ đến, không thấy nơi trụ, trí không nghĩ bàn, thần túc Phật ấy. Ví như chỗ huyễn, nhân cùng một duyên, hiện có voi, ngựa, xe cộ người đi, không có người ngồi, cũng không trốn đến, là việc điên đảo, người cho là chánh. Chư Phật như vậy, không có sắc thân, cũng không hình tượng, chánh hành không chẳng hành không xứ. Người thấy thân mình mong cầu xứ sở, người chưa giác ngộ trừ bỏ các tưởng, Phật không tướng mạo, xa lìa tướng tốt, không khởi dòng họ, nhìn không thể thấy, không có âm thanh, cùng dùng ngôn ngữ.
không tâm ý thức đã lìa nhớ nghĩ, như Phật giác ngộ thấu rõ chân thật, ba đời đều không, không giới khởi tưởng, thường không sinh tưởng, đã thấy gốc tịnh, phát không thật có công đức viên mãn, nên Phật sinh ra vô số bản tịnh, không có bốn đại, cũng không phiền não, an trụ nơi ấy, không động không nhiễm, không thể hiểu rõ con mắt trí tuệ. Như ta nhận biết, vì đã thấy Phật, người ấy chưa từng thấy được Thế Tôn, thấy không chỗ thấy, là thấy đạo sư, ví như đưa tay. Nắm bắt hư không, nhân hiền như ngươi, chỗ thấy chư Phật đều là một người, nhất định bình đẳng. Ta cũng như vậy, các Phật không khác, tất cả chánh tuệ, tướng ấy bình đẳng. Giới kia thanh tịnh, ta muội bình đẳng, trí tuệ định ý, giải thoát bình đẳng. Trí tuệ lúc ấy biết việc hóa độ, tất cả các lực danh đức của Phật, bình đẳng nghĩa không, và dấu hành đạo, tất cả các pháp, chỗ trụ không ngại, tất cả như huyễn, tánh định giải thoát, không nơi thành tựu. Hướng đến nghiêm tịnh, nhân hiền nên biết, cũng một Đức Phật, là đã phụng sự mười phương chư Phật. Ở đây cũng vậy, các pháp bình đẳng, mong cầu ngần ấy, trọn không thủ đắc, tất cả thanh tịnh, người tên bố thí. Đã thí tất cả đạt được quả lớn, tất cả thanh tịnh sinh pháp bình đẳng, Phật không ngần ấy, cũng không sai khác, hết thảy tất cả, xét đều là Phật. Có hành điên đảo thì không gặp Phật. Nay chư Phật ấy đã hiện hình tượng, tất cả đều tận, bình đẳng khắp nơi. Nhân hiền như ông, nghị chỗ thấy Phật, ví như nhân hiền, đã hóa tạo ra, dụ quán năm ấm, cũng đều như vậy. Phàm chấp các ấm, cùng với ngu si, đây là vô sinh, đều không thật có, không ở chỗ này, không trú chỗ kia, không thể thấy được, cũng không có sắc. Xét rõ vậy rồi, không được trụ lâu, năm ấm như vậy, lúc đó như huyễn, chúng sinh tranh cãi, tham chấp thân tướng, tướng của vô tướng. Tướng đã hiện ra, Phật đạo chánh giác, xa rồi lại xa, pháp là hư vọng, phát sinh các tưởng, nhân duyên chúng sinh, cây không có hình, tạo ra các việc, ngần ấy loại tâm, dưới các thọ tưởng, đó là gốc không. Biết rõ nhân duyên và chỗ tạo tác, liền biết pháp ấy xa lìa các dục, lìa pháp dục rồi, liền biết rõ như, tức được thấy đạo, mắt ấy thanh tịnh. Khi Đức Phật giảng nói kệ xong, huyền sĩ nhân hiền đạt được pháp nhẫn nhu thuận. 5.000 người chưa từng phát tâm, đều phát tâm cầu đạt đạo quả chánh chân vô thượng. Có 200 hàng trời người xa lìa trần cấu đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy Đức Phật thọ trai huyễn hóa, rồi và nhằm tăng thêm lợi ích cho công đức tinh thí của nhân hiền, Đức Phật nói kệ: Bố thí không nghĩ đáp, người ấy được thanh tịnh. Bố thí tất cả vật, nhân hiền đầy đủ đức. Hiền giả Đại Mục Kiền Liên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao giảng đường đã biến hóa được trụ vững suốt 7 ngày khiến không diệt mất? Đức Phật liền dùng oai thần làm cho giảng đường đã biến hóa ấy suốt trong 7 ngày đêm an trụ, không diệt trang nghiêm như cũ. Bây giờ Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng với chúng tỳ kheo và các Bồ Tát, các chúng trời rồng quỷ thần, càn đạp hòa, vân vân, tất cả cùng trở về chỗ Phật để thọ nhận kinh pháp. Lúc ấy nhân hiện đi đến trụ xứ của Phật, cúi đầu làm lễ nơi chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng rồi chắp tay đứng yên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu đạo hạnh đã an trụ đến được đạo tràng, hiểu rõ chính nghĩa? Đức Phật bảo nhân hiện: Hãy lắng nghe ghi nhớ kỹ, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ông về đạo tràng của Bồ Tát. Nhân hiền cùng các đại chúng đều hết lòng lãnh thọ lời dạy. Đức Phật dạy, Bồ Tát có bốn việc an trụ vào đạo, kiến lập đạo tràng thanh tịnh. Một là tâm luôn tu tập các thông tuệ. Hai là không bỏ rơi tất cả chúng sinh. Ba là mong cầu công đức không nhàm chán. Bốn là giữ gìn các pháp luôn thực hành tinh tấn. Đó là bốn việc kiến lập đạo tràng thanh tịnh. Là có bốn việc thực hành đưa đến đạo tràng thanh tịnh. Một là giữ gìn giới thanh tịnh, hai là tâm tánh thanh tịnh, ba là trí tuệ thanh tịnh, bốn là chỗ sinh thanh tịnh, đó là bốn việc. Là có bốn pháp hàng thanh văn duyên giác, không ai sánh bằng. Một là thực hành vượt hơn bốn thiền, hai là tâm hội nhập nhiều cảnh giới, ba là thực hành đại bi đối với chúng sinh, bốn là thể hiện vô số âm thanh biện tài
đó là bốn pháp. Lại có bốn oai nghi thực hành, một là ưa thích chỗ thanh vắng, xa lìa nơi ồn náo, hai là an trụ vào hạnh ngôn từ, luôn nhớ nghĩ chúng sinh, ba là không chua định theo hạnh tà, không hướng đến các nẻo ấy, bốn là mong cầu đối với đạo hạnh, đó là bốn oai nghi. Lại có bốn điều thưa hỏi không có ngăn ngại, không gì có thể đoạn dứt. Một là không tiếc thân mạng, hai là tâm luôn vui vẻ, ba là xả bỏ sự cao ngạo, bốn là luôn thực hành chánh pháp. Đó là bốn điều thưa hỏi. Lại có bốn việc để thực hành đầy đủ. Một là luôn nhận biết thời cơ, hai là tùy theo chỗ ưa thích của người mà hiện bày giáo hóa, ba là luôn biết hổ thẹn, bốn là thường biết đủ. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tâm thực hành bình đẳng. Một là tùy theo căn cơ ứng hợp của chúng sinh mà hết lòng chỉ dạy. Hai là sở nguyện trí tuệ lớn, luôn thích ứng với sự dạy dỗ trao truyền. Ba là không nói về chỗ hơn kém của người khác. Bốn là gặp người nói về điều thấp kém, thể hiện bày tâm từ không kết oán. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tạo danh đức đầy đủ khiến ai cũng nghe biết. Một là sự tu tập trí tuệ sâu xa, chỉ dạy cho người khác. Hai là nếu có người đến hỏi, tất dứt trừ mọi nghi ngờ. Ba là luôn giữ gìn chánh pháp. Bốn là tâm lực đối với Phật không thể cùng tận. Đó là bốn việc. Là có bốn việc tạo ra sự hiểu biết rộng rãi, vững chắc. Một là nghe pháp thì hiểu rõ chỗ quay về. Hai là pháp đã nghe, luôn vui vẻ, không thâm đắm việc thế gian. Ba là đã nghe pháp rồi, và nói rộng rãi cho người khác. Bốn là đã nghe pháp rồi, phát khởi sự giải thoát theo bậc hiền thánh, hướng đến đạo pháp của Phật. Đó là bốn việc. Là có bốn việc giảng nói kinh pháp danh đức lưu truyền. Một là trước hoàn thành các việc, sau đó thọ nhận thức ăn. Hai là đạt được các lợi dưỡng và y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men là nhằm hàng phục ma lực. Ba là ngày đêm ưa thích các pháp, được chư thiên luôn ủng hộ. Bốn là không khinh thường người khác. Đó là bốn việc. Là có bốn việc đạt được ánh sáng nơi chúng hội, thân đạt tự tại. Một là ít ham muốn, hai là biết đủ, ba là tạo sự hòa nhã tốt đẹp, bốn là thân dốc giữ gìn giáo pháp. Đó là bốn việc. Là có bốn việc đạt được trí tuệ sáng suốt và nói giáo pháp không sai khác. Một là cứu giúp mọi sự sợ hãi trong đường sinh tử. Hai là không mong cầu lợi dưỡng của sự cúng dường nơi thế gian. Ba là luôn giúp đỡ người khác. Bốn là thường nguyện an trụ vào đạo. Đó là bốn việc. Lại có bốn pháp nhận biết về sự đáp trả của quả báo thiện ác. Một là khuyến hóa người khác giúp họ phát đạo tâm. Hai là không để mất công đức đã tạo lập. Ba là cung kính nhớ nghĩ, khác ngưỡng tâm ở từ ở vị lai. Bốn là luôn đi đến chỗ các bậc chánh sĩ, pháp sư. Đó là bốn pháp. Lại có bốn việc không hủy hoại tâm từ. Một là đầy đủ năng lực nhẫn nhục. Hai là không dụ dỗ nhiễu hại quyến thuộc của người khác. Ba là không xả bỏ tâm đại bi. Bốn là mong cầu thoát khỏi nhân duyên tội phước, quyết chí ở nơi đạo. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tu tập đối với hạnh từ. Một là luôn hòa hợp với mọi người. Hai là tánh hạnh nhuận thuận hòa. Ba là thực hành đầy đủ. Bốn là mọi thứ hiện có dần dần gần nơi đạo. Đó là bốn việc. Là có bốn việc nhận biết là thầy xấu ác. Một là chỉ dạy người theo đạo thấp kém. Hai là dạy người hủy hoại tâm Bồ Tát. Ba là dạy mong cầu danh tiếng, tăng thêm pháp bất thiện. Bốn là chỉ dạy xa lìa công đức nơi pháp thiện. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc cùng chư Phật Thế Tôn ở trong chúng hội. Một là luôn nhất tâm. Hai là thường giảng nói về công đức của chư Phật Thế Tôn. Ba là giữ gìn giới luật thanh tịnh. Bốn là tâm tánh không xả bỏ bản nguyện. Đó là bốn việc. Là có bốn pháp khen ngợi đức hạnh cúng dường Bồ Tát và Như Lai tôn quý không biết mệt mỏi. Một là tạo sự cúng dường Đức Phật Thế Tôn tối thượng. Hai là gặp Phật và nên gắng sức hành trì theo. Ba là thấy Như Lai tâm Bồ Đề được vững chắc. Bốn là thấy được nguồn gốc công đức của 32 tướng trượng phu, thành tựu được phương tiện thiện xảo. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc xem xét nghĩa lý của kinh điển, tu tập theo giới hạnh của Bồ Tát, đạt được vô thượng. Một là vượt khỏi đường ác.
Hai là thường khuyến khích tạo lập con đường tốt đẹp. Ba là cung kính đối với Như Lai. Bốn là hành đầy đủ theo sở nguyện. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tu học. Một là không bỏ mất tâm Bồ Đề. Hai là bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Ba là mong cầu đạt các pháp Ba La Mật. Bốn là giữ gìn vô số giáo pháp của chư Phật, khiến không đoạn tuyệt. Đó là bốn việc tu học. Lại có bốn việc thực hành giới luật thanh tịnh. Một là thực hành được các việc nhỏ. Hai là hiểu rõ về hành không. Ba là không phạm sự nghi ngờ theo tà kiến. Bốn là tâm không do dự. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tạo chủng thánh tam muội. Một là không chấp theo lời nói của địa phương. Hai là tâm thanh tịnh không đắm nhiễm. Ba là thành tựu nguồn gốc của công đức. Bốn là gần gũi được chút ít nơi Phật đạo. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc ứng hợp với sự với hạnh trong sáng. Một là hưng khởi các gốc lành. Hai là tâm vắng lặng yên tĩnh thực hành không chấp trước. Ba là thấy rõ về pháp môn tùy thuận giải thoát. Bốn là tịch định đối với ý nghĩa của đạo. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc bỏ tâm câu uế. Một là sợ hãi về sinh tử, thường chuyên tâm tu hành. Hai là nhằm cầu đạt nguồn gốc của công đức giải thoát. Ba là đối với việc an ổn đều không tạo tác. Bốn là tâm không giấy khởi. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc để hàng phục tâm mình. Một là lấy trường hợp của một người để so với vị lai là hàng trăm ức năm trăm ngàn ở trong sinh tử. Hai là nhận biết sự nhớ nghĩ nơi tâm của tất cả mọi người và nhằm đoạn dứt phiền não, thuận theo bản nguyện mà thuyết giảng giáo pháp. Ba là trừ bỏ hết thảy các pháp bất thiện, giữ gìn các pháp thiện, an tọa nơi đạo tràng, hàng phục chúng ma, cho đắc đạo quả chánh chân vô thượng. Bốn là âm thanh nói rõ cho cả ba ngàn đại thiên thế giới, luôn vì chúng sinh giảng nói chánh pháp. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc hàng phục ma oán. Một là quan sát các pháp như huyễn, thực hành thanh tịnh. Hai là chống đạt được pháp nhẫn vô sinh. Ba là cắt đứt các việc ngu si không sáng suốt. Bốn là xa lìa sinh tử, tu tập chánh hạnh. Đó là bốn việc. Đã có bốn việc tư duy về nghĩa lý của kinh. Một là pháp do nhân duyên khởi, không phải là không nhân duyên. Hai là hưng khởi pháp sâu xa mà không thấy, không chấp có người. Ba là quán xét về pháp không mà không có chốn giấy khởi. Bốn là an nhiên không có tưởng vì tất cả đều vắng lặng. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc tâm không xả bỏ giáo pháp của Bồ Tát. Một là không bỏ mất bản nguyện. Hai là nhẫn chịu nơi các khổ não. Ba là không tiếc thân mạng. Bốn là không xả bỏ việc hành bốn ân. Đó là bốn việc. Là có bốn việc lãnh hội giáo pháp giáo hóa mọi người. Một là theo chỗ bố thí thức ăn, y phục ứng hợp với căn cơ mà thuyết pháp. Hai là luôn khuyến khích khiến đạt kiên cố. Ba là chỗ tạo tác đạt an ổn, tự tại. Bốn là lập vững gốc lành cho người khác. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc thọ nhận các pháp an ổn, chắc chắn để thâu giữ phụng trì. Một là thiện căn tuy ít, nhưng tâm không coi thường. Hai là luôn thực hành các việc an ổn. Ba là bố thí điều hòa tâm ý, tu tập đầy đủ các pháp thiện. Bốn là thực hành theo nghĩa lý của kinh điển, làm cho tất cả chúng sinh đều hướng đến sự an ổn. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc để hòa nhập đạo hạnh. Một là đạt được thần thông. Hai là thành tựu được trí tuệ chân chánh. Ba là tâm thâm nhập vô lượng pháp nơi đạo lớn. Bốn là tất cả các pháp đã tạo, chỉ nhờ tu tập theo hành không, không chấp vào sự giải thoát. Đó là bốn việc. Là có bốn việc tu tập tâm từ. Một là cố giúp người bị huyễn hóa. Hai là thường dẫn dắt mọi người, khiến họ giữ gìn giáo pháp. Ba là độ thoát người huyễn hóa. Bốn là khiến đạt được pháp vô vi. Đó là bốn việc. Là có bốn việc giữ gìn tu tập tâm bi. Một là vì các chúng sinh nơi đường ác luôn xem như bạn thân, khiến họ được hội nhập vào đạo phát khởi tâm bi. Hai là làm cho họ xa lìa tội ác, chỉ dạy tu tập điều lành. Ba là chỉ dạy cho người mong cầu đạo nhỏ hẹp, khuyến khích họ phát tâm đại thừa. Bốn là thực hành tâm bi, vì tất cả chúng sinh thâu giữ nơi tâm bi ấy. Đó là bốn việc. Là có bốn việc thực hành phương tiện thiện xảo. Một là tất cả hướng đến tâm Bồ Đề hiện tiền. Hai là không xả bỏ tâm phiền não, huống chi là tâm phương tiện thiện xảo. Ba là quán xét tất cả mọi người và các tà kiến đều là pháp khí. Bốn là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp, an nhiên chứng đắc tối chánh giác.
Do nghĩ thực hành các tam muội đạt được giải thoát hoàn toàn, đó là bốn việc. Là có bốn việc đạt được các hành thần thông. Một là thường xem thân và tâm này vốn là thanh tịnh. Hai là xem tâm mình giống như mộng huyễn. Ba là chỗ tạo tác chỉ tạo lập giáp pháp. Bốn là luôn nhất tâm vắng lặng, không loạn tưởng, đó là bốn việc. Là có bốn việc có thể phân biệt về pháp cú. Một là nhớ nghĩ sự thành tựu và ý nghĩa của trí tuệ, không theo vẻ đẹp bên ngoài. Hai là chỉ cầu đạt giáo pháp mà không chấp giữ nơi người, không sinh khởi cũng không trốn diệt. Ba là nhận biết tất cả đều vô tận và không thể tận. Bốn là chỗ chẳng nói về phân tự, không đắm vướng cũng không bị ràng buộc. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc đạt được pháp tổng trì. Một là không nhầm chén, nghe nhiều biết rộng, luôn cung kính bậc pháp sư. Hai là thường thực hành hạnh tinh tấn và nói kinh điển cho mọi người. Ba là hiểu rõ tất cả pháp cú, không làm mất về nghĩa lý. Bốn là lại khiến lãnh hội được giáo pháp của Như Lai. Đó là bốn việc. Là có bốn việc đạt được pháp nhẫn. Một là hóa độ người chưa độ. Hai là giải thoát cho người chưa giải thoát. Ba là biết rõ tất cả pháp lạc. Bốn là không dứt các hạnh lành. Đó là bốn việc. Là có bốn việc đạt được biện tài. Một là thấy pháp sư khác và nói giáo pháp, không truy liềm lỗi lầm của họ. Hai là lắng nghe nghĩa lý của các pháp không cao ngạo. Ba là không khen ngợi bản thân mình. Bốn là nhận biết kẻ trí ít ỏi, chưa có học hỏi cũng không xem thường. Đó là bốn việc. Là có bốn việc thực hành không thoái chuyển. Một là không thoái chuyển đối với việc diệt trừ dâm giận si. Hai là đối với việc làm của chúng sinh cũng không thoái chuyển. Ba là đối với pháp bất thiện cũng không thoái chuyển việc từ bỏ. Bốn là biết rõ bậc tối chánh giác cũng không thoái chuyển. Đó là bốn việc. Là có bốn việc thấu toàn nghĩa lý sâu xa. Một là biết rõ 12 nhân duyên. Hai là hiểu rõ Phật đạo là bậc chánh giác. Ba là tất cả pháp là một nghĩa, nghĩa ấy thảy là không. Bốn là tất hiểu rõ về Phật đạo. Đó là bốn việc. Là có bốn việc thành tựu được soạn nguyện. Một là giới nhẫn thanh tịnh. Hai là dứt bỏ hạng đường ác. Ba là chân chất không vô nịnh. Bốn là bằng phương tiện thiện xảo để thực hành theo bản nguyện. Đó là bốn việc. Là có bốn việc thành tựu được các pháp ba la mật không thoái chuyển. Một là theo một pháp ba la mật để hội nhập vào hết thảy các pháp ba la mật khác. Hai là dùng phương tiện thiện xảo làm cho mọi người đều hội nhập vào tất cả mọi người, cũng không thật có. Ba là thấy tất cả pháp đều là một pháp, xa lìa các sự ham thích. Bốn là thấy tất cả Đức Phật đều là một Đức Phật, đều dùng một pháp thân. Đó là bốn việc thành tựu được các pháp ba la mật không còn thoái chuyển. Khi Đức Phật giảng nói pháp gồm bốn việc ấy, thì huyện sĩ Nhân Hiền chứng được pháp nhẫn vô sinh, hiện giữa hư không cách mặt đất bốn trượng chính thước, tâm ý hết sức vui mừng. Bây giờ Đức Phật thấy huyện sĩ Nhân Hiền, tâm nhớ lại sự việc liền mỉm cười. Hiền giả A Nan dùng kệ hỏi Phật: oai lực rất đặc biệt, tuệ sáng như nhật nguyệt, danh tiếng khắp ba đời, tức gọi ba la mật, thấu tỏ thông ba đạt, Phật đã được tự tại, nay sao Phật mỉm cười, xin nguyện giảng nói cho tất cả loài chúng sinh trụ vào nơi đã lập, thấy rõ tâm mọi người, bậc đạo sư không vướng. Đối với hạ trung thượng, đều thanh tịnh như vậy, nay Phật đã mỉm cười, nguyện xin giảng nói cho chư thiên nghe tiếng ấy, chân đà nhân cũng vậy, Đế Thích A Tu Luân, Càn Đà Ma Hầu Lặc, phạm thiên cũng như thế, tiếng thanh tịnh vắng lặng, phát ra những âm thanh hoàn toàn không bằng Phật. Trăng hiện ra ánh sáng, mặt trời Ngọc Mani, ánh sáng của Đế Thích và ánh sáng Phạm Vương, ánh sáng bị che quốc, che hết không còn hiện, Phật phóng ra hào quang, đều chiếu các cõi Phật, hiểu rõ pháp sâu xa, tịch tỉnh và vắng lặng, ta người đều là không. Cũng không có thọ mạng, không hữu cũng không vô, trừ bỏ hai điều ấy, tôn quý khiến đời an, nẻo chu hóa trăng sáng. Lúc đó, chính phát tâm, dư vướng đạo nhiệm màu. Nay ai đối Phật đạo, an định trong chánh pháp, cho nên được thọ thân, quy y ngôi báu Phật. Lành thay xin nguyện nói, ý mỉm cười hôm nay, Phật giảng nghĩa thanh tịnh, vì các chúng đệ tử. Thế Tôn khiến an ổn, chiếu ánh sáng khắp nơi, và nói cho ngoại đạo, nghĩa chư Phật bích tri, nếu người nào cầu Phật, đặt diệu pháp vô thượng, không nghi ngờ tổng trì,
Lúc ấy thiên trung thiên nguyện xin giảng nói cho ứng hợp được Phật đạo, tương ánh sáng của Phật, trong sạch diệt cấu ế, trở lại quanh thân Phật, nhập vào nơi đỉnh đầu. Bây giờ Đức Phật bảo hiền giả A Nan, ông thấy huyện sĩ nhân hiền đang ở giữa hư không chăng? Tôn giả A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật dạy: Này Tôn giả A Nan, tộc thánh tử nhân hiền sau 9.000 ức kiếp sẽ được làm Phật, hiệu là Nghiêm Tịnh Vương, đầy đủ 10 tôn hiệu Như Lai Thế Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Vi Thiện Thệ Thế Chân Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Đại Tịnh, kiếp tên là Huyễn Hóa. Đức Như Lai Nghiêm Tịnh Vương ở thế giới Đại Tịnh ấy, dân chốn đều được an ổn vui sướng, đầy đủ 5 thứ thú lóc, lúa thóc. Cõi nước ấy bằng phẳng rộng rãi, không có gò nổng cao thấp. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng chiếu khắp, vô số cây cối đều tạo vẻ trang nghiêm, đầy đủ các mùi thơm, luôn treo cờ phướng. Dân chúng nước ấy, mọi sở nguyện luôn được như ý, đều thấy cõi Phật tự trang nghiêm thanh tịnh, với như cung điện bảy báu thứ hai của cõi trời đáo lợi. Dân chúng nơi cõi này đều được an ổn, thuận hòa, người sinh vào cõi Phật ấy đều mong cầu Pháp Đại Thừa Vô Thượng. Đức Như Lai Nghiêm Tịnh Vương thọ mạng 1.000 năm sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời 1 ức năm. Đức Phật diệt độ rồi, có Bồ Tát tên là Văn Sơn đã được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Đạt, đầy đủ 10 tôn hiệu Như Lai Chế Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Vi Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi ấy tộc tánh tử nhân hiền từ hư không bay xuống, cúi đầu làm lễ nơi chân Phật bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chính là bậc thầy của con, chỉ dẫn con đường chân chánh. Xin nguyện Thế Tôn, hiện con cùng vô số ức trăm ngàn người trở về quy y theo pháp của bậc Đẳng Chánh Giác và Tỳ Kheo Tăng. Nếu Như Lai là vốn không, thì chư Phật cũng là vốn không, không có sai khác. Vì là như nên không bị hủy hoại, vì là như nên không bị lay động, vì là như nên không nhớ nghĩ, vì là như nên không có chỗ giấy khởi, vì là như nên không hành trì, vì là như nên không hai. Như Lai vốn không cũng như vậy, con nhờ đấy mà được thành tựu. Lúc đó hiền giả A Nan hỏi tộc thánh tử nhân hiền: Đối với giáo pháp của Như Lai làm thế nào để chứng đắc mới có thể nói Như Lai vốn là không? Vậy mà nay ông xa lìa sự việc vốn là không. Tộc thánh tử nhân hiền đáp: Tất cả pháp đều xa lìa như vậy mới làm hưng thịnh được giáo pháp của Như Lai. Vậy theo ý của hiền giả A Nan thì như thế nào? Như Lai đều biết rõ vốn không mới chứng được chánh đẳng giác, nên Như Lai là vốn không, không có hủy hoại. Tôi cũng được như vậy, và tất cả mọi người cũng là vốn không. Ý của hiền giả như thế nào? Pháp của Như Lai có hai chăng? Chỉ có pháp của hiền giả A Nan thì không hai. Có bao nhiêu tưởng và thức? Vì sao? Vì trừ bỏ các tưởng nên mới thành tựu trí tuệ của Phật. Bây giờ hiền giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tộc thánh tử nhân hiền đâu phải là người đã giữ lấy gốc của chỗ huyễn hóa, làm mê hoặc chư thiên và loài người. Phật bảo hiền giả A Nan: Lúc đó tộc thánh tử nhân hiền đã nhập vào pháp huyễn hóa của trí tuệ. Vì sao? Vì đã dùng biện tài của trí tuệ sáng suốt. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo tộc thánh tử nhân hiền: Ông đâu có thể huyễn hoặc chư thiên và người đời. Đáp: Đúng vậy, như Phật đã huyễn hóa, con cũng vậy. Vì sao? Vì hiểu rõ là không có ngã, đó chính là hạnh lớn. Gọi là có tên người mà không có thọ mạng. Không có người mà nói có người. Như Lai không có tên, cũng không có đạo tràng. Vậy đối với pháp nào là bỏ và không bỏ? Và giảng nói có giáo pháp, có pháp đến đi, không có Niết Bàn mà hiện ra pháp Niết Bàn. Cho nên Đức Thế Tôn giảng nói hạnh bình đẳng là có thể huyễn hóa chư thiên và người đời, giảng nói công đức bình đẳng của Như Lai. Bây giờ Đức Phật khen ngợi tập tánh tử nhân hiền: lành thay, này nhân hiền, như ông đã nói, vì giáo pháp kia là huyễn hóa nên không có âm thanh.
Lúc này Nhân Hiền xuất gia theo Đức Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông hãy xuống tóc cho huyện sĩ này làm sa môn. Bồ Tát Di Lặc vâng lời, Nhân Hiền đã được xuất gia, là bạch với Phật. Kính bạch Thế Tôn, sắc tướng dung mạo ấy chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là sa môn. Vì sao? Vì có Bồ Tát thành tựu các thông tuệ ở trong ba cõi giáo hóa chúng sinh mới là Bồ Tát xuất gia. Khi nói lời ấy xong, thì có 5.000 người phát tâm Bồ Đề cầu đạo quả chánh chân vô thượng, có 200 tỳ kheo dứt sạch các lậu, tâm ý giải thoát. Bây giờ hiện giờ A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, kênh này gọi là gì và chúng con phụng hành như thế nào? Phật bảo hiện giả A Nan, này hiện giả A Nan, kênh này tên là Thọ Ký cho huyện sĩ Nhân Hiền, là có tên là dần vào đến Phật đạo. Phật bảo hiện giả A Nan, nếu có Bồ Tát nào muốn được thấy Phật thì hãy vì tất cả mà thọ trì đọc tụng kinh này và giảng nói rộng rãi cho người khác. Vì sao? Vì đối với pháp mong cầu được đạo thì đó là kinh pháp đại thừa bình đẳng. Cho nên kinh này tên là dần vào nghĩa đạo. Phật bảo hiện giả A Nan, ta đem kinh này phó chúc cho ông, tâm niệm và miệng luôn đọc tụng thọ trì kinh này. Nếu nghe và thực hành ở các cõi xấu ác, nên biết người này đã từng gặp 500 đức Phật, sau đó chứng được Phật đạo. Bây giờ tập tánh tự Nhân Hiền bạch Phật, bạch Thế Tôn, thọ trì kinh này đều là gốc của mọi công đức. Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin thọ học. Vì sao? Vì người nghe được kinh này đều đạt được phương tiện thiện xảo, tâm con cũng vậy. Đức Phật giảng nói kinh này xong, tập tánh tự Nhân Hiền, tỳ kheo. Hiền giả A Nan, tất cả chúng tăng, chư thiên, các chúng rồng, thần, A Tu Lân, mọi người ở đời nghe kinh này đều rất hết sức vui mừng. Cúi đầu làm lễ rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tích.